Thưa quý vị, thí sinh Lâm Thị Anh Thư đến từ trường Trung học phổ thông thực hành sư phạm trường Đại học Cần Thơ đã xuất sắc trở thành thủ khoa của kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm nay tại thành phố Cần Thơ. Anh Thư bật mí rằng bản thân đã nỗ lực rất nhiều, đặc biệt là đã học được nhiều bí quyết từ chính phụ huynh của mình. Vui mừng, xen lẫn hồi hộp, xúc động là những cảm xúc của anh Thư khi chia sẻ về hành trình vượt qua hơn 12.000 thí sinh tại Cần Thơ để đạt được số điểm cao nhất của kỳ thi với 56,3 điểm. Thi xong thì em dò kết quả thì em cũng đã ước chừng được cái điểm của em rồi. Em chỉ hơi bất ngờ là với cái điểm này thì em đạt được thủ khoa của thành phố. Không có đi học ở ngoài, ba dạ cho em luôn. Mỗi khi mà em có thắc mắc hoặc là em không hiểu cái gì là trong cái chương trình học ở trong lớp hoặc là gặp bài tập khó thì em có thể dễ dàng em hỏi được ba em hơn. Đây là một cái điều đáng mừng. Lâu nay mình chưa có, mình chỉ có thủ khoa ngành, thủ khoa khối, nhưng mà thủ khoa toàn thành phố Cần Thơ thì chắc đây là lần đầu. Theo chia sẻ của anh Thư, phần lớn là em học từ người ba của mình. Đặc biệt, nữ sinh luôn nhìn vào sự nỗ lực của ba như một hình mẫu lý tưởng để em noi theo. Ba em là trở thành cái trụ cột chính, không phải là chỉ cho gia đình em thôi mà cho cả bên nội em nữa. Đó, xuất phát điểm là không có gì hết mà ba em dựng nên một cái sự nghiệp như vậy, em cảm thấy rất là ngưỡng mộ. Dạ, em muốn sau này em cũng được như vậy. Cũng khá bất ngờ khi ba của anh Thư chính là giáo sư tiến sĩ Lâm Quốc Anh, hiện đang công tác tại trường Đại học Cần Thơ. Mọi người thì quan điểm là thường là không dạy được con của thầy giáo thì thường là gửi cho người khác. Nhưng quan điểm mình hơi khác một chút, có nghĩa là mình cảm thấy là mình dạy con ta được thì mình phải dạy con mình được. Đấy, nên bà không những dạy nó mà mình còn dạy cho các bạn bè gì đó của nó, mình tụ tập tụi nó lại để mình nắm được cái tâm tư nguyện vọng của sự thay đổi về mặt lứa tuổi của cháu nó. Bản thân mình một tuần mình dạy cháu nó 3 buổi thì đúng 3 buổi đó là mình phải dạy, nhưng mà ngay cả online hay offline gì thì mình cũng phải dạy nó đều đặn. Học tập thì cái nề nếp, cái khuôn mẫu là quan trọng. Đấy, bên cạnh cái sức sáng tạo, cái năng lực của mỗi đứa thì mình phải tạo cho các cháu nó một cái quá trình làm việc lâu dài và nó xuyên suốt để nó thấy được cái trách nhiệm của nó. Nữ sinh Anh Thư bày tỏ mong muốn được trở thành tân sinh viên ngành sư phạm toán trường Đại học Cần Thơ và có thể nối nghiệp ba của mình.